Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình đã xong được một cái khu vực farm land cù tự động và nãy giờ mình cũng có AFK một lúc thì thấy rằng số land mà nó cắt được tương đối là nhiều ấy nha. Đấy, rất nhiều luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stack. Và nó đang tích cực hoạt động thêm kìa. Hy vọng là sắp tới thì cái rương đó nhanh chóng đầy ấp những cái khối land cù cho mình. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành trang trí cho khu vực này. Chứ không thôi để mấy nhóc cù bị cắt trụi lũi như vậy thì nhìn kỳ cục lắm. Nên là mình sẽ dự định là xây một cái ngôi nhà để che cái máy farm này lại. Đầu tiên là đi ngủ trước, kẻo đang xây thì có mấy con quái vật nó cà khịa thì mệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây phần khung cho ngôi nhà trước đi. Mình sẽ làm cái cửa nó hướng về mặt của cái hồ này luôn, sẵn tiện từ bên cái chỗ pho tượng mình nhìn qua nó cũng đẹp hơn nữa. Nên là mình sẽ canh ngay chính giữa. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra hai ô giống như vậy. Cái cửa chắc sẽ nằm ngay đây đấy. Rồi đây là cái đường vào nè. Kế tiếp đến là kéo theo chiều ngang của cái máy farm thôi. 3, 4, 5. Oh, vừa khít luôn này. Hợp lý thiệt sự ý ta. Mình xây tính ra cái máy farm cũng vừa đủ kích thước luôn ấy chứ. Rồi cắt ra là 5 ô nữa. Sau khi xây sơ qua thì mình sẽ có cái phần khung giống như vậy. Giờ thì phần tường mình sẽ cho nó một lớp đá ở phía dưới. Để xem coi có hợp lý chưa ta. No. Mình thấy bây giờ phiên bản mới này nó có cái gạch bùn mà ta. Mình lại phải đi đào bùn rồi. Đào bùn mình sẽ làm gạch bùn để chúng ta xây cái ngôi nhà trang trí cho mấy farm luôn. Tại vì đây là phiên bản mới mà, có block mới thì mình nên tận dụng để xây cho nó đẹp. Đầu tiên là lấy bùn ở cái ngọn núi bùn này. Lấy nhiều một tí đi. Lần trước thì mình lấy hơi ít nên chỉ đủ xây cho cái nhà cường hóa thôi. Lần này thì mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm nhiều hơn một tí. Nhặt thêm một ít lúa mì để kết hợp với số bùn mà mình vừa đào. Bùn nén nè. Đây mình có được cỡ 3 stack máy rồi. Rồi ra gạch bùn. Ui chùa chòa, cái này là dư sức mà. Mà xây đây rất là nhiều luôn. Tiệt cứu mèo. Rồi lắp vô thử coi. Đấy, lắp vô phát là biết phiên bản 1.19 liền. Mà gạch bùn không thì mình nghĩ là mình chỉ nên ốp ít ở cái mặt dưới thôi. Đấy, còn mặt trên thì mình vẫn sẽ dùng gỗ. Chứ xây hết lên thì nhìn ngôi nhà nó không được tự nhiên cho lắm. Còn phần tường thì mình sẽ dùng loại gỗ ở cái vùng mà mình xây ngôi nhà đầu tiên luôn. Đó chính là gỗ cây đước. Chỗ này như vậy mới đúng. Đó, vừa khít để mình có thể đặt cánh cửa vào. Rồi và cào vỏ ra. Ui dồi ôi, hơi bị nổi luôn nha. Rồi cứ thế mà ốp hết cái phần vách tường thôi. Wow, sự kết hợp giữa gỗ cây đước với cả là cái gạch bùn này á, kiểu nó bị hợp với nhau. Quá đẹp quá đẹp. Rồi giờ thì mình sẽ xuống dưới để mình bắt đầu xây cái phần mái thôi. Lúc đầu mình cũng định xây lầu các thứ nhưng mà thôi. Đây là cái chỗ để mình che cái máy farm cù bên trong mà, nên mình không có xây chi cho nó cầu kỳ đâu. Xây đơn giản được rồi. Giờ mình lên mái luôn. Đây là phần mái ở phía trước thì mình sẽ xây cho nó cao lên một tí đi, nhìn cho nó đẹp. Rồi, phần mái nó sẽ có hình dạng giống như vậy. Không biết là có ưng mắt nhất chưa. Khá là hợp đấy chứ. Duyệt, mình sẽ duyệt cái kiểu mái như vậy. Giờ thì mình sẽ chỉnh một xíu về mặt bên này nha. Tại vì bên đây thì nó có cái chiều rộng tương đối bự ấy. Nên là nếu làm như vậy thì nó sẽ thành cái hình vòm luôn rồi. Thành cái mái vòm. Ok, không sao. Lâu lâu thì mình đổi thiết kế một xíu làm mái vòm chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Trong lúc đang xây mái thì mình phát hiện ra cái anh Enderman này dám trộm cắp đất ở khu vực của mình. Láo thiệt, cơ gài cứ rất là nhiều thanh niên Enderman tới đây ăn cắp đất nhà mình nha. Ủa đâu rồi? Chạy. Ăn cắp đất xong rồi chạy. Anh chạy đi đâu, chạy đâu cho thoát. Trả giá đi. Dám ăn cắp đất. Trộm cắp lần này thì trộm cắp. Tịch thu lại tài sản của mình liền. Sẵn tiện lấy thêm ngọc Ender. Với cả là hôm nay thì mình cũng cần ngọc Ender đấy. Nữa nè. Quá trời quá đất rồi. Trộm cắp quá trời ơi. Không thể chấp nhận được luôn. Mấy anh Enderman ngày càng manh động nha.
Rồi mình đã xây sơ qua cái phần mái bên hông rồi. Lúc đầu thì mình định làm cái mái vòm cho nó cong cong một xíu, nhưng mà xây một hồi mình thấy xây cái mái đứng thì xây mái đứng thì cũng ok đấy, kiểu nó cân bằng so với cái phần mái ở phía trước nhà mình. Nhưng mà nếu như vậy thì chắc mình phải sửa cái phần mái ở phía trước lại rồi. Mình sẽ sửa lại cho nó thấp xuống một tí như vậy. Để xem coi. Ok, chấp nhận vậy thôi chứ biết sao giờ. Một xíu thì mình hy vọng là khâu trang trí sẽ gỡ gạc lại một phần nào đó. Rồi, giờ thì lợp mái đi vô thôi. Mình đã có cái khung của mái rồi. Rồi, và sơ qua thì chúng ta đã xong được kiểu như là cỡ 70% cái ngôi nhà trang trí cho cái máy farm len cù tự động của mình. Nhưng mà mình còn muốn kiểu như điểm nhấn thêm một tí nữa. Đó chính là chi tiết ở phía trên kìa. Ở trên đó thì mình dự định là sẽ treo một cái kiểu như là linh vật cho cái khu vực máy farm len cù này. Nhưng mà hiện tại thì mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng. Đó chính là một cái thẻ tên để đặt tên cho cái linh vật đó. Thế nên là bây giờ ok, lên đường cùng mình để đi săn thêm thẻ tên rồi. Chúng ta sẽ quay trở về nhà và tiếp tục công đoạn hoàn thành cái ngôi nhà kia nha. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thêm được một khu mỏ mới. Nhưng mà khu mỏ này lạ vậy. Ê, lần đầu mình gặp một dạng khu mỏ như vậy nhá. Ui, nhưng mà nó đang cháy rất là dữ kìa. Mình nên ngăn chặn cái đám cháy này, kẻo nó lắc máy mình. Rồi, ok. Và coi coi, à kìa, có cái xe mỏ luôn. Quá đã. Mới vào khu mỏ đã gặp liền cái xe mỏ chứa rương rồi. Mà trước tiên mình cần phải tiêu diệt những con quái vật gần đây trước đây đã. Ủa, ouch. Trời trời, nguyên một đàn nhỏ luôn. Ô mày chui. Ouch. Gì mà ghê vậy. Nguyên một băng đảng nhỏ nó đi săn mình. Này thì dám đi săn mình hả? Cay thiệt, mình chưa kiếm chuyện với nó mà nó đã kiếm chuyện với mình rồi. Ôi, không có cái thẻ tên mình cần rồi. Oh no. Trong đây còn cái xe mỏ nào khác không? Oh, có kim cương trong cái khu vực này luôn nè. Đào luôn. Tí nữa thì bỏ qua cái quặng kim cương này. Rồi, nhưng mà kim cương chỉ là phụ thôi. Bây giờ nhân vật chính vẫn là những cái xe mỏ chứa rương và những cái thẻ tên. Mình cần tìm những thứ đó. Nhưng mà trong lúc không tìm được thì để mình qua đây mình đào thêm kim cương đi. Chứ bỏ ổn nghiện mà còn ngại nữa. Kỳ ghê á. Rồi, chỗ này thì được 3 quặng, trên này thì được 2 quặng. Ok. Kiểu như lúc nào mà mình đi tìm khu mỏ là cũng rất là dễ gặp những cái spawner. Cái này là của con zombie. Chớp điện. Ồ, nó có cho mình cuốn sách chớp điện cơ. Lấy ông ta. Mình chưa có đinh ba nhưng mà mình cứ lấy trước đi. Nhỡ sau này mình có đinh ba thì mình dùng luôn. Và không có cái thẻ tên rồi. Ủa, hơi xu nha. Đi rồi, một cái xe mỏ tiếp theo. Yes, mình đã có được thẻ tên. Phải như vậy chứ. Rồi, mình đã có được một cái thẻ tên đầu tiên rồi. Đập luôn xe mỏ. Kẻo một hồi mình lại quay lại rồi kiểu như nhìn nhầm nữa. Chắc mình sẽ đi thêm. Tại vì nhỡ sau này mình cần á thì mình sẽ có thêm thẻ tên để dùng liền. Chứ mỗi lần cần mất đi tìm gì thì hơi cực. Ồ, nhưng mà khoan. Hình như mình thấy có gì đó sai. Tại sao đây lại có đá cuội? Ồ, thì ra là nó có cái lòng spawn. Ui, phải chỉ có cái thẻ tên trong đây thì hay biết mấy. Ở đây không có thẻ tên à. Thêm một cái ngục tối nữa nè. Lần này là của con xương. Ouch. Và cũng không có thẻ tên nữa. Nhỏ thế nhờ. Bước tiếp theo sau khi mình đã có thẻ tên, đó chính là mình sẽ đổi tên cho cái thẻ tên này. Một cái tên đó chính là Jeff. Công việc còn lại của mình là tìm linh vật và cho cái thẻ tên này vào người linh vật thôi. Để xem coi linh vật mình cần tìm có ở đây không ta. Nói linh vật cho sang mồm vậy thôi chứ thật ra là đó là một nhóc cù ấy. Mình sẽ đặt tên này cho tên Jeff cho một nhóc cù. Đây, có luôn. Ok. Và khi mình đặt cái tên này vào cù thì lập tức cù sẽ biến thành cù 7 màu. Đó, đổi màu liên tục nha. Đấy là mục đích chính của mình. Rồi, bây giờ thì dẫn cù về nhà và mình sẽ cho lên cái phần mái của cái ngôi nhà trang trí của mình. Trên đó mình sẽ làm một cây cột ấy. Rồi, giờ thì về thôi, chép.
Tạm thời thì mình chưa có dẫn lên trên nên là mình sẽ buộc Jeff ở đây. Giờ thì mình sẽ tiếp tục công đoạn là trang trí cho ngôi nhà, cũng như là làm riêng một chỗ dành riêng cho Jeff đâu đó ở khoảng này. Ok. Ta-da! Và đây chính là khung cảnh của cái chỗ farm land cừu tự động của mình sau khi đã được hoàn thành rồi nè. Nói chung thì mình cũng khá là ưng rồi. Và phía trên này là chỗ mà một tí nữa mình sẽ đưa linh vật của mình lên nha. Nói là làm liền cho nóng nè. Ui nhưng mà bây giờ gần đây cũng có khá là nhiều quái luôn. Tại vì cũng chưa có thắp sáng đều hết nên là cũng phải cẩn thận nha. Lâu lâu để ý sau lưng các thứ đâu, kẻo Ripper hoặc nó đi lù lù sau lưng, nó làm cái đùng một phát là hư hết đó. Rồi, giờ thì mình sẽ trèo lên, cũng như là dẫn theo linh vật của mình theo. Tới không ta? Đó. Thành công rồi. Mình đã thành công rồi. Đó, vậy là chỗ này đã có linh vật chấn giữ rồi nha. Đó chính là nhóc cừu chép. Ngắm cái coi. Ui giời ơi, hơi bị chất chơi nha. Nhìn như diễn viên xiếc vậy. Wow, quá dữ luôn. Rồi, và như vậy thì cái chỗ farmland cũ của mình đã có linh vật, cũng như là đã được trang trí xong xuôi hết rồi. Sắp tới thì mình chỉ cần thắp sáng xung quanh là đảm bảo khu vực này sẽ rất là an toàn, và mình có thể tự do qua đây lấy land bất kỳ khi nào mà mình thích luôn. Nhưng mà mong là đừng có tia sét nào mà nó xẹt ngang nhóc chép nha. Không thôi là mình sẽ có miếng thịt cừu chín ở đây luôn đấy. Hy vọng là vậy. Rồi, lâu lâu thì mình sẽ ghé qua đây thăm chép sao. Còn bây giờ thì kiểm tra coi. Len cô thì vẫn đang được cắt nè. Ok. Chắc sắp tới nếu mà mình có nhu cầu hơn thì mình sẽ lên thêm một tầng nữa. Không gian ở trong đây nó rất là rộng nha, nên mình có thể lên thêm một tầng nữa để tăng cái số lượng len cô mình farm được luôn. Không sao hết. Rồi, công việc đầu tiên trong ngày đã xong. Bây giờ thì chắc mình sẽ thu gom đồ rồi chúng ta chuẩn bị cho công việc tiếp theo thôi. Và công việc tiếp theo của mình trong ngày hôm nay đó chính là tìm những cái ngọc Ender. Hiện tại thì mình chỉ mới có 8 ngọc Ender. Thì nó vẫn chưa đủ để mình có thể tìm được cái cánh cổng kết thúc và lắp vào cái cánh cổng đó. Thế nên là giờ thì mình sẽ vừa đi săn Enderman và vừa kiếm thêm que quỷ lửa nữa để có thể chế tạo cái mắt của Ender thôi. Chắc bây giờ mình sẽ đi săn que quỷ lửa trước đi, tại vì cái đó thì mình sẽ dễ làm hơn. Cơ mà từ từ đã. Hiện tại thì cái kiếm của mình nó không hề có cái dòng nhạc. Mà dòng nhạc thì nó sẽ rất là giúp ích trong cái việc farm những cái vật phẩm. Nên là thôi, mình sẽ dành ra một ít kim cương để chúng ta chế tạo thêm những cái thanh kiếm kim cương. Mục tiêu chính vẫn là tìm cái dòng nhạc ba. Hy vọng là vậy. Còn nếu khó quá thì chắc mình sẽ đi tìm dân làng bán sách nhạc ba cũng được. Đó cũng là một ý kiến hay. Rồi, giờ thì thử cách đầu tiên nè. Cường hóa thử xem. Sắc bén nè, 4. Ồ, cũng hay. Dòng này cũng ổn nè. Rồi mình sẽ lấy trước sắc bén 4 đi. Và nó cho mình nhặt 3. Ui, hôm nay mình hên vậy. Cầu được ước thấy luôn. Rồi, vậy thì lụm cục kẹo cái cây kiếm mới này. Sắc bén 5, nhặt 3. Rồi luôn, đây là kiếm Bromax. Kiếm Bromax của mình. Đó, quá là xịn, quá là xịn. Rồi, giờ thì đi thôi. Mình nghĩ bây giờ đi săn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Nghe tiếng của con quỷ lửa rồi đó. Ui, hú hồn chim én. Mấy thanh niên đây. Ôi, mình gặp nguyên một cái đám xương đen nó chặn đường mình. Nguy hiểm thật sự. Rồi, đây, mục tiêu của mình đây rồi. Và để xem coi, biết đâu bữa nay mình có dòng nhặt 3 thì mình có được một cái đầu xương đen đầu tiên thì sao. Rồi, một tí thì mình sẽ thử dẫn may sao. Còn bây giờ thì lo farm que quỷ lửa trước đi. Mình đã có 13 que rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Công nhận có dòng nhặt 3 đi farm quái thích thiệt cái chứ. Đằng kia còn có một cái tàn tích cổng địa ngục nữa kìa. Vậy mà hôm bữa mình không phát hiện ta. Được, qua đó mình kiểm tra thử coi. Hy vọng là an toàn nha. Nửa cây máu.
Rồi, xuống đây thì mình sẽ có được một khối vàng miễn phí. Lượm luôn. Ouch, ouch. Ui cha, ai da. Trời ơi, gớt ngay cái hồ nhum nham. Ủa nhưng mà không có rương à? Ok, kìa kìa, rương nè. Rương nó giấu ở đây. Có cho mình một trái táo vàng cường hóa, một cây rìu vàng sửa chữa và một cây xẻng vàng chậm hỏng. Ok. Rồi, và ở bên địa ngục thì cũng khá là dễ để mình có thể bắt gặp được những cái thanh niên Enderman. Thế nên đây cũng là một cơ hội lý tưởng để mình farm thêm Enderman luôn. Một công đôi chuyện. Mình đã gặp đối tượng đầu tiên rồi, nhưng mà để mình xử lý cái con xương này đó cái đó. Xong, tiến tới anh Enderman đầu tiên nào. Ôi, đâu rồi? Ok. Ủa? Ui, đánh cái xong tóc biến đi đâu rồi? What the heck? Rồi con gát kia nữa. Này thì con gát không kiếp. À đây rồi, anh đây rồi. Trời trời trời. Anh tóc biến lại ăn nguyên quả cầu của con gát luôn. Rồi. Nữa kìa, anh ăn. Anh hứng mấy cái đòn tấn công của con gát giùm mình. Rồi. Được một cái ngọc Ender. Ok. Kệ con gát đi. Đây vẫn còn một Enderman khác nữa, nên là mình sẽ xử luôn. Hy vọng là cho 3-4 viên gì đi. 3-4 viên ngọc. Ồ, vẫn là một viên. Xui vậy. What the heck? Gì mà nhiều dữ vậy? Y như ở bên thế giới kết thúc luôn. Nguyên một nhóm Enderman xuất hiện. Thơm thiệt nha. Đây là cơ hội lý tưởng cho mình đấy. Ow, 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 ow. Đúng rồi. Để coi được mấy viên. Không có viên ngọc nào. What the. Đây, mấy viên? 3 viên. Hợp lý. 2 viên. Ờ phải vậy chứ, bắt đầu nhiều nhiều lên rồi nè. Nhặt 3 mà cho ít quá là hơi bị buồn đấy. Ủa cái gì đây? Rồi anh lọt xuống dung nham luôn rồi. Ồ xui vậy. Ức. Ừ, anh tóc biến hay sao? Tóc biến hả? Này thì tóc biến. Rồi, thêm được một viên nữa. Còn một anh Enderman thì thôi mình xử nốt luôn đi. Xong rồi mình về được rồi đó. Mình đã đủ KPI trong ngày hôm nay rồi. Ủa? Anh người sát bị thương rồi. Ôi no. Anh bạn à, chắc là rất nhiều zombie các thứ ăn hiếp ảnh nên ảnh mới bị thương nặng tới như vậy. Mình không thể nào bỏ mặc người bạn này. Rồi, chữa thương lại sau đó thì mình sẽ đưa người sát vô trong cái ngôi nhà của mình thôi. Ngôi nhà có cái hình Iran ảnh luôn nè. Nhưng mà chỗ này thì khá là bé. Rồi, giờ thì rộng hơn rồi, đi vô anh ơi. Vô vô, đi vô, đi vô. Vô được chưa? Vô đi, vô đi. Nhà, tự nhiên như nhà đi. Không có gì đâu, vô đi nè. Vô đi, mình sẽ gào lại. Rồi, ok. Bây giờ thì anh người sắt đã an toàn hơn một tí rồi. Được thì anh lên đây luôn cũng được nè. Ồ, chắc sắp tới mình sẽ tạo một cái thang máy bự hơn rồi đưa anh người sắt lên trên quá. Chứ bây giờ thì ảnh mắc kẹt ở đây rồi. Ảnh không có đi lên được. Thương ảnh ghê luôn. Rồi anh xích vô xíu để tôi đóng cửa lại nè. Rồi hợp lý rồi đó. Rồi tạm thời thì người sát cũng đã có nơi ở an toàn rồi. Tí xíu nữa là mình đã bỏ mặc cái người bạn đã giúp đỡ mình trong cái cuộc xâm lược vừa rồi rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc chế tạo những cái mắt của Ender. Đây, bây giờ mình sẽ làm cỡ 12 cái con mắt. Rồi chúng ta sẽ phóng liền để chúng ta định hướng được cái hướng để đi tìm cái stronghold nào. Mình sẽ đi về hướng bên này. Ok. Và hướng bên này cũng là cái hướng mà mình chưa có đi khám phá lần nào luôn. Hợp lý ta, một công đôi chuyện. Nhưng mà đi ngang để mình nghía cái cái nhóc cừu chép cái đã. Ồ, vẫn còn tưng tưng khá là ok nha. Không biết là tưng lâu ngày thì cọng dây đó có bị đứt hay không. Mình mong là không có bị đứt. Chứ đứt là mệt á. Đứt là kiểu gì chép cũng là bị thương rất là nặng cho xem. Bên này cũng có bí ngô nữa nè. Hợp lý, mình đang thiếu bí ngô. Tranh thủ kiếm thêm ít bí ngô mang về luôn. Ơ, bể rồi hả? Ủa? Bể rồi đúng không? Ôi, mới có viên ngọc thứ hai thôi mà đã bể rồi. Và cạnh đây còn có một cái ngôi làng nữa cơ. À, ngôi làng này khá là to đây.
để xem coi những bác dân làng trong này có bác thủ thư không. Đây là người vẽ bán đồ. Nhà đang thiếu cái chuông cửa nên mượn tạm cái chuông cửa của dân làng đi. Mình đang kiếm nhà của thủ thư nhưng mà có vẻ là làng này không có cái bác thủ thư rồi, còn có cái la bàn nữa chứ. Mượn cái la bàn của bác nha. Chính xác rồi, cái làng này không hề có thủ thư luôn. Thôi được rồi, vậy thì mình đành phải đi tiếp thôi. Để xem mình có tới cái chỗ Stronghold chưa. Có vẻ khá là xa đây. Tới biển luôn rồi đó. Oh gosh, có khi nào cái Stronghold này dưới biển không nhờ. Mình nghi lắm. Mà không sao, vấn đề ở đây là mình có đem theo cái xuồng mà. Đỡ nào thì mình cũng đi thôi. Ôi xa xa. Xa xa mình phát hiện có một cái con tàu đắm. Ok. Ý, còn có thủy cung nữa. Cái chuyến đi này bội thu nha. Sơ qua là mình thấy được hơi bị nhiều công trình rồi. Rồi, ở đây thì mình có thể nhìn xuống phía dưới nên mình có thể phát hiện ra coi có cái Stronghold ở đây không. Nhưng mà có vẻ là không rồi. Nên là mình sẽ không có phóng tiếp cái Ngọc Ender để tránh trường hợp Ngọc Ender nó rơi xuống sâu quá thì mất công. Ê. Cái Ngọc nó bắt đầu nó ve lại rồi. Như vậy thì mình đoán đã đúng. Cái Stronghold này nó nằm ở dưới đáy biển. Nhưng mà nằm ở đoạn nào thì chưa rõ này. Wow, căng nha. Chắc đâu đó tầm đoạn này. Mình đoán vậy. Để mình qua tới đoạn đó thì mình phóng thử coi nó có bay xuống dưới lòng đất hay là nó bay tiếp về phía sau đây. Vậy là mình đoán sai rồi. Vậy là nó đâu đó. Vậy là chắc nó đâu đó quanh đây thôi. Nè, đây có cái khe nứt nè, mình nhìn xuống coi có phát hiện không. Không có manh mối. Rồi, lần này thì phóng xuống. Nó rẽ sang hướng này. Ủa kỳ ta, sao mình xào quần ở đây nãy giờ một lúc rồi vẫn chưa tìm được cái đường xuống. Nè, thấy có gì đó sai rồi. Vậy là có khi nào ngay đây không? Cũng không luôn. Đây rồi, cuối cùng. Nó bể rồi. Vậy là cái Stronghold nó nằm ở ngay cái hướng này nè. Vậy mà là mình nãy giờ xào quần ở trên này. Ok, phát hiện ra rồi. Giờ thì mình sẽ nhanh chóng đào xuống phía dưới thôi. Tính ra cái Stronghold này nó cũng không có quá xa nhà mình đâu. Được, hợp lý luôn. Rồi, vì mình có cái nón hô hấp với cả là đào nhanh với dưới nước nên là cái việc này cũng không quá khó đối với mình. Đấy, trong chốc lát thì mình đã đi xuống phía dưới của cái Stronghold rồi. Và công việc tiếp theo của mình đó chính là tìm cái căn phòng chứa cái cánh cổng thôi. Có cả Enderman trong đây nữa. Hợp lý. Farm thêm Ngọc Ender luôn. Một cái rương. Có thêm một Ngọc Ender nữa. Sách đánh bật lùi là ok nè. Để xem tầng trên thì nó có những cái rương chứa sách xịn hay không. Ở dưới thì sách không xịn cho lắm rồi. Trên này có sách sức mạnh và gây cháy luôn. Hiệu suất quét cảnh. Và một cái bản đồ trống. Sẵn tiện lúc này thì mình sẽ lấy thêm một ít kệ sách về luôn. Mình sẽ vứt bớt mấy cái thứ lặt vặt ra để chúng ta lấy sách về. Rồi, giờ thì lên đường và đi tìm tiếp cái căn phòng kết thúc thôi. Căn phòng đó không biết nằm ở hướng nào ấy. Ở đây có một cái chỗ pha lê nè. Chỗ pha lê này nó còn dẫn tới một cái thư viện luôn. Tình cờ vậy. Trong này thì không có đồ xịn. Ok, vậy thì vô thư viện lấy thêm một ít sách nè. Để coi lần này thư viện có cho mình sách tốt hơn hay không. Thử nè. May mắn đại dương gai. Wow, cái cuốn này có quá trời dòng luôn nè. Hại lò chăn đốt. Không tốt lắm. Hy vọng là cái rương ở tầng trên đừng có bị phá vỡ nha.
Cái rương, à kìa kìa kìa, cái rương tầng trên vẫn còn. May thế. Rồi, và cái rương này cho. Ồ, không có sách cường hóa luôn. Đây rồi, đây rồi. Căn phòng kết thúc đây rồi. Nhưng mà có cá bạc. Khoan, khoan, khoan. Mình sẽ xử mấy con cá bạc này cái đó. Mấy con này cực kỳ nguy hiểm luôn. Rồi, và cánh cổng này, nó đã lắp sẵn một con mắt rồi. Nên công việc còn lại của mình là lắp thêm 11 con mắt nữa thôi. Đây, lắp vào. Thêm 3 cái cuối cùng. Bùm. Đấy, chúng ta đã kích hoạt thành công cái cánh cổng kết thúc rồi. Mặc dù đã kích hoạt xong cái cánh cổng dẫn tới thế giới kết thúc, nhưng mà bây giờ mình sẽ về nhà để chuẩn bị thêm vài thứ cần thiết nữa, để chuẩn bị cho cái công đoạn đánh rồng Ender thôi. Mà khoan khoan khoan, từ từ, hồi sớm mình có thắp đuốc. Ok ok, mày thế. Tại vì mình thấy ở bên ngoài cái nhà farmland cũ của mình nó quá trời quái, nên mình vô trong mình kiểm tra thôi chứ không gì hết. Rồi mọi thứ đều ổn. Oh what, ủa sao trùng hợp vậy? Ủa sao trùng hợp vậy? Có ba con xương, nó đứng ở ba vị trí rất là đồng đều nhau ở dưới cái chân pho tượng người sắt nè. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ nha. Kiểu như đây là vệ sĩ vậy á. Được quá ta, mình sẽ không hại bọn chúng đâu. Hồi nãy thì mình đi vội quá, thế nên là mình không có lấy theo thủy tinh. Vì mình muốn chuẩn bị một ít cái hơi thở của rồng, nên là bắt buộc mình phải có thủy tinh để làm những cái chai thủy tinh. Đây, mình sẽ lấy được 27 chai hơi thở của rồng nè. Sau khi đánh rồng thì nhiều khả năng là mình có thể đi tìm được cái thành phố kết thúc và lấy được cánh cứng. Nên là cần phải có pháo hoa để bay về cho nó tiện nữa. Pháo hoa thì được làm từ thuốc súng nè, kết hợp với mía. Mía đây 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 đây. Cái vườn mía lâu rồi mình chưa ra hái luôn á. Gặt một ít mía coi. Úi trời 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 trời. Anh người sắt đánh con zombie văng ra khỏi cái chuồng luôn. 10 điểm anh người sắt luôn. Sau cùng thì đổi mía thành giấy và kết hợp giấy với thuốc súng để tạo thành pháo hoa. Mình có thể tăng cái thời gian bay của pháo hoa bằng cách là tăng thêm thuốc súng. Đây mình sẽ làm thời gian bay cấp độ 3 luôn, để có thể nói là bay được lâu nhất. Không biết là mình còn thiếu cái gì nữa không nữa. Trong thời gian rảnh thì mình sẽ ngồi suy nghĩ coi có mình còn thiếu gì không để mình chuẩn bị nốt luôn nha. Kẹo tới lúc đó đánh rồng là nó lại bị lu su bu á. Rồi còn cái chuông thì mình sẽ treo ở dưới cái chỗ đồng hồ của người sắt. Đấy, ít hợp mình sẽ gắn kiếm thêm một cái chuông nữa mình gắn bên đây, nhìn cho nó cân đối và nhìn nó đẹp hơn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái kế hoạch trang trí cái chỗ khu vực farmland tự động của mình. Ngoài ra thì có thêm linh vật Jeff. Nhóc cụ đó sẽ góp vai trò rất là quan trọng cho khu vực máy farm này, kiểu như là điểm nhấn cho cái khu vực máy farm vậy đó. Đồng thời thì mình cũng đã tìm ra được cái stronghold để sắp tới chúng ta có thể chạm trán với cái con rồng Ender và bước qua những cái vùng đất mới bên thế giới kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 này của mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.